Đấy nha, bây giờ là bóc cùng con máy RF12KVA. Bây giờ em đây RF12KVA này. Rồi em lấy nhất đi, chăm nhất đi. Đấu ắc quy nên một người đấu ắc quy một người phải nhất nhất đầu xuống bên này được, một người đấu nhất bên này, đừng có cùng một bên mất thời gian đấy. Lấy tứ đồ ra, lấy cái ống trong đấy mà hơn. Gọi nhập mới này. Dầu diesel còn nhỉ? Còn. Nhất phải đổ khoảng tầm 1,4 lít. Có thể là mấp mé miệng để bằng thẳng máy phát thôi, mấp mé miệng như này là được. Thêm một chút nữa không nhìn nữa, nó có bớt đi tầm khoảng còn bốn, còn lại lọ khoảng 40. Mấp mé miệng như này là được. Con này động cơ to hơn thì nó ăn khoảng tầm 1,5 lít. Đây, hiện tại còn một ít nữa thôi, 2 lon 1.08 mà còn lại như này này. Vì đây động cơ 198. Ok, còn về phần quy. Về phần ốc quy thì hiện tại là kỹ thuật vừa đấu là dây đen là cực âm, dây đỏ là cực dương. Đấu như này là đã hoàn thành. Em cho dầu diesel cắm vào đi. Em đi lấy dầu diesel. Mình sẽ thử cho khách, thì máy là máy mới nên thử sẽ phải rút cái ống này ra và đổ đầy nhiên liệu trong cái ống lọc, cốc lọc để không bị e máy. Không khí không còn ở bên trong nên là bắt đầu nổ máy được. Đây là cốc lọc. Cầm hộ anh cái. Để ấy cầm.
đứng 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 góc góc bên này. Rút cái ống này ra để cho dầu nó chảy vào cốc lọc để không bị e máy. Giờ bắt đầu chảy vào cốc lọc. Rồi đây chúc xuống. Rồi, dầu bắt đầu lên cốc lọc này. Lúc nào lên nó đầy nó kín thì nó không bị không khí bên trong thì không bị e máy. Thì mình sẽ lắp vào. Em ơi, lấy con 25 in luôn đi. À, cùng với toa này đấy. Rồi nó đi em. Đi đằng kia. Ok, điện ra này đủ 220V. Điện một pha.